Người lớn thật là kỳ lạ. Tôi ép một con mãng xà đang tiêu hóa một con voi trong bụng, hỏi họ có sợ không, nhưng bọn họ lại đồng loạt cười và nói tại sao lại phải sợ một chiếc mũ. Để người lớn dễ hiểu hơn, tôi lại vẽ một con voi nằm trong bụng con mãng xà. Nhưng những người lớn lại nói với tôi, đừng lãng phí thời gian vì những thứ vô dụng, hãy tập trung học hành cho tốt đi. Vậy là vào năm 6 tuổi, tôi liền từ bỏ cơ hội trở thành họa sĩ và trở thành một phi công. Nhưng sau đó mỗi lần gặp được ai tinh mắt, tôi vẫn mang bức họa của mình ra cho họ xem. Nhưng mỗi người đều trả lời là đó chính là một cái mũ. Thế là tôi quyết định không cho ai xem tranh của tôi nữa. Rồi tôi bắt đầu học về chính trị và tiền bạc, những thứ mà người lớn cho rằng là những thứ có ích. Tôi sống một cách cô độc, chẳng có ai để dốc bầu tâm sự, cho đến một hôm máy bay của tôi gặp sự cố rồi rớt xuống sa mạc Sahara. Xin hãy vẽ cho tôi một con cừu. Tôi vừa kinh ngạc vừa hoảng, rốt cuộc là đứa bé này từ đâu đến? Nhưng đối với tất cả những câu hỏi của tôi, cậu bé ấy đều không trả lời, mà chỉ nhắc đi nhắc lại, bạn có thể vẽ cho tôi một con cừu không? Đối diện với câu hỏi trước mắt, tôi lựa chọn nghe theo. Nhưng từ hồi sau 6 tuổi tôi đã không còn cầm bút vẽ. Thế là tôi đem chiếc mũ mà tôi từng vẽ đưa cho cậu bé. Không đúng, tôi không muốn một con mãng xà với một con voi trong bụng. Mãng xà rất nguy hiểm, còn con voi thì lại quá to lớn nặng nề. Nơi tôi ở rất nhỏ bé nên tôi chỉ cần một con cừu. Lúc này tôi mới nhận ra người mình đang đối diện với không phải là một người lớn. Nhưng tôi vẽ liền ba con cừu, cậu bé vẫn không vừa ý. Nếu không phải là cậu ấy cho rằng nó quá tiểu tụy, thì lại là con cừu ấy quá già. Nếu không thì là trên đầu có sừng và không giống con cừu. Tôi đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Để có thể sớm sửa được động cơ máy bay, tôi liền vẽ bừa một cái hộp, sau đó nói với cậu bé con cừu bên trong đó. Không ngờ cậu bé liền vui mừng reo lên rằng đây chính là thứ mà cậu muốn. Tôi đã trưởng thành rồi và không còn có thể nhìn thấy con cừu bên trong hộp đó nữa, cũng giống như những người lớn chẳng bao giờ nhìn thấy con voi trong bụng con mãng xà kia. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Tôi và tiểu hoàng tử ngày càng thân hơn. Tôi được biết tiểu hoàng tử đến từ một hành tinh tên là B612. Cậu ấy thích ngắm mặt trời lặn. Hành tinh của cậu rất nhỏ, chỉ cần dịch chuyển chiếc ghế một chút là có thể nhìn thấy mặt trời lặn bất cứ khi nào. Nếu đến một lúc nào đó bạn cũng có thể nhìn mặt trời lặn 40 lần trong ngày. Một lúc sau bạn lại nói, một người khi tâm trạng không tốt sẽ thích ngắm mặt trời lặn. Còn một câu hỏi khiến tôi luôn thắc mắc. Tiểu hoàng tử nói hành tinh của cậu mọc đầy một loài cây dại. Cậu mong chú cừu kia có thể giúp cậu tiêu diệt chúng. Nhưng nếu cừu ăn cỏ dại vậy nó có ăn hoa không? Lúc này tôi phát hiện ra máy bay bị sự cố khá nghiêm trọng và tôi sắp đối diện với việc không có nước. Nên tôi chẳng có tâm trạng thảo luận vấn đề trẻ con kia với tiểu hoàng tử. Nên tôi đã nói với cậu rằng tôi đang làm một chuyện vô cùng quan trọng. Khi có ai đó đã đem lòng yêu bông hoa hồng độc nhất vô nhị trên hàng vạn hành tinh này, khi cậu ấy nhìn thấy những ngôi sao kia, cậu ấy sẽ nói với mình, bông hoa hồng của tôi đang ở trên một hành tinh nào đó trên kia. Nhưng nếu con cừu ăn mất bông hoa ấy, vậy thì tất cả những ngôi sao sẽ trở nên u tối. Bạn còn cho rằng nó không hề quan trọng không? Điều này đối với bạn hoàn toàn không quan trọng chút nào sao? Nhìn tiểu hoàng tử thất vọng bỏ đi, tôi bỗng nhận ra mình cũng đã hoàn toàn tê dại như những người lớn khác. Tôi bắt đầu điên cuồng tìm tiểu hoàng tử trên sa mạc và muốn nói với cậu rằng bông hoa hồng của cậu rất quan trọng, nhưng cậu đã biến mất. Tôi bắt đầu nhớ tiểu hoàng tử với hàng ngàn câu hỏi này. Để giữ lại người bạn duy nhất của mình, tôi đã vẽ một bức hình. Tôi đói rồi. Tôi vô cùng vui mừng, tiểu hoàng tử đã quay lại. Từ bây giờ tôi sẽ nghiêm túc trả lời tất cả những câu hỏi của cậu. Bây giờ đối với câu hỏi con cừu sẽ ăn bông hoa, tôi đã có hai cách giải quyết. Thứ nhất là làm cho con cừu một cái dọ mõm. Thứ hai là làm một hàng rào cho bông hoa. Sau đó tiểu hoàng tử tiếp tục kể về hành tinh của cậu. Trên hành tinh của tiểu hoàng tử có ba ngọn núi lửa cao đến đầu gối của cậu. Ngày nào cậu cũng phải dọn dẹp nó. Một hôm bỗng từ dưới đất mọc ra một bông hoa hồng. Tiểu hoàng tử lập tức đem lòng yêu hoa hồng. Bọn họ đã có quãng thời gian vô cùng vui vẻ bên nhau. Hoa hồng rõ ràng là rất yêu tiểu hoàng tử, nhưng vẫn mang một chút lòng kiêu hãnh và hành hạ tiểu hoàng tử, rồi nghĩ mọi cách khiến tiểu hoàng tử phải cảm thấy áy náy vì mình. Tôi yêu cô ấy nhưng tôi rất không vui. Tôi bắt đầu nhận ra thực ra tôi chẳng hiểu cái gì cả. Biết tiểu hoàng tử vì mình mà bỏ đi, hoa hồng vô cùng tự trách và bày tỏ tình yêu của mình với tiểu hoàng tử. Nhưng vì quá tự cao nên vẫn không chịu níu giữ tiểu hoàng tử lại. Cho dù thế nào tôi vẫn còn những cái gai của mình. Nhưng nếu bạn muốn đi thì hãy cứ đi đi. Sau khi tiểu hoàng tử ra đi, hành tinh đầu tiên mà cậu đến chỉ có một quốc vương. Ông ta ở hành tinh chỉ có một mình, nhưng lại cho rằng mình đang thống trị vạn vật. Nhưng trên thực tế ông ấy chẳng hề có quyền thống trị bất cứ thứ gì. Tiểu hoàng tử đến hành tinh tiếp theo, nơi này có một thương nhân vô cùng bận rộn. Ông ta đang ngồi đó chăm chỉ đếm sao, nhưng ngôi sao kia sẽ khiến ông ta trở nên giàu có, và ông ta lại có thể mua được nhiều ngôi sao hơn. Nhưng ông ta chẳng bao giờ nghĩ rằng sau khi chiếm được những ngôi sao kia cũng chẳng để làm gì. Tiểu hoàng tử có một bông hoa hồng, ngày nào cậu cũng có thể tưới nước cho nó. Nhưng chiếm được những ngôi sao này đối với họ chẳng có chút ích gì cả. Hành tinh này có một nhà khoa học, sở trường của ông ta là viết nhăng viết cuội và chẳng bao giờ quan tâm đến sự thật là gì. Tiểu hoàng tử biết không thể học được gì ở nơi này. Những người lớn thật kỳ lạ.
đến bản thân đuổi theo tiền bạc và quyền lực để làm gì cũng không biết. Cuối cùng tiểu hoàng tử đến trái đất, nhưng vừa hạ cánh thì đàn chim liền bay đi. Tiểu hoàng tử sẽ trở về bằng cách nào đây? Suốt dọc đường cậu không gặp một người nào, chỉ có những mỏm núi treo leo. Tiểu hoàng tử muốn chào hỏi chúng, nhưng từng lời nói của cậu đều nhận được lại những câu trả lời giống nhau. Xin hãy làm bạn với tôi. Hành tinh này thật kỳ lạ, suốt ngày nhắc lại lời người khác. Tôi đang đối diện với một vấn đề. Tôi đã không còn một giọt nước nào. Nếu vẫn không sửa được máy bay, tôi sẽ chết trên sa mạc này. Tiểu hoàng tử đề nghị hãy đi lấy nước. Nhưng ở sa mạc mênh mông này kiếm đâu ra nước? Nếu không may mà lạc đường thì còn tệ hơn. Ở lại đây và sửa động cơ, ít nhất cũng còn an toàn hơn. Tiểu hoàng tử không nói gì, mà liền nhặt bình nước lên và bước đi. Tôi liền đi theo cậu ấy. Tiểu hoàng tử kiên định đi theo con đường của cậu. Tôi đã quên mất rằng mình đã từng kiên định tin vào ý tưởng của mình như thế. Nhưng bây giờ tôi lại sợ thất bại và ở lại vùng an toàn của mình. Chúng tôi đi từ khi hoàng hôn đến khi bình minh. Cuối cùng vào buổi sáng hôm sau, chúng tôi đã nhìn thấy cây xanh trước mặt. Tiểu hoàng tử đã dạy tôi một bài học. Ngôi sao có thể tỏa sáng là bởi vì trên đó có một bông hoa mà bạn không thể nhìn thấy. Sa mạc vô cùng tươi đẹp là bởi vì ở một nơi nào đó của nó đang giấu kín một dòng nước mát lành. Tiểu hoàng tử không bao giờ quên chuyện phải vẽ rọ mõm cho con cừu, vì cậu nói mình phải chịu trách nhiệm với hoa hồng. Nhưng trước khi đó, tôi nhất định phải hỏi rõ tiểu hoàng tử về một số chuyện, ví dụ như chuyện về con rắn độc kia. Rắn độc là người đầu tiên mà tiểu hoàng tử gặp sau khi đến trái đất. Rắn độc nói với cậu rằng trái đất là một nơi lãnh khốc và vô tình, và hắn có mấy cái răng đặc biệt. Nếu một ngày nào đó tiểu hoàng tử nhớ hành tinh của mình, hắn có thể giúp cậu rời khỏi đây. Tiểu hoàng tử nhớ lời hẹn này và tiếp tục bước đi. Rất lâu sau đó, tiểu hoàng tử đến một khu vườn đầy hoa hồng đang nở rộ. Cậu lập tức bật khóc. Hoa hồng của cậu nói với cậu, cô ấy là bông hoa độc nhất vô nhị trên vũ trụ này. Nhưng trong khu vườn này có hàng vạn bông hoa giống cô ấy. Tôi tưởng rằng mình có được bông hoa đặc biệt nhất vũ trụ, nhưng thứ mà tôi có cũng chỉ là một bông hoa hồng bình thường mà thôi. Lúc này một con hồ ly phát hiện ra tiểu hoàng tử cô đơn. Nó từ chối lời mời cùng chơi của tiểu hoàng tử, bởi vì nó còn chưa được thuần hóa. Cái gọi là thuần hóa đó là xây dựng tình cảm hai bên. Bây giờ tiểu hoàng tử đối với hồ ly mà nói chỉ là một cậu bé bình thường như bao cậu bé khác. Bọn họ không hề cần đến nhau. Nhưng nếu tiểu hoàng tử thuần phục hồ ly, đối với họ mà nói sẽ là độc nhất vô nhị của nhau. Nhưng nếu muốn thuần phục hồ ly, tiểu hoàng tử phải ngày nào cũng đến đây trong cùng một thời điểm, rồi dần dần họ sẽ nảy sinh tình cảm. Giả dụ như 4 giờ cậu đến, vậy thì chỉ tầm 3 giờ là tôi đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu cậu đến không theo một giờ nào, thì tôi không biết nên bắt đầu cảm thấy vui từ khi nào. Tiểu hoàng tử thuần phục hồ ly, nhưng thời khắc chia ly cũng sắp đến. Tiểu hoàng tử cảm thấy có lỗi vì cậu có thể nhận thấy hồ ly đang buồn. Nhưng hồ ly lại nói, sự thuần phục của cậu là thời gian tươi đẹp nhất trong đời của ông ấy, bởi ông ấy không ăn bánh mì. Trước đây cánh đồng lúa mì chẳng có ý nghĩa gì với ông ấy, nhưng bởi vì tóc của cậu màu vàng nên lúa mì sau này sẽ khiến ông ấy gợi nhớ đến cậu. Bởi vì cậu đã dành rất nhiều thời gian cho tôi, mới khiến tôi cảm thấy mình rất quan trọng. Lúc này tiểu hoàng tử cuối cùng hiểu ra, con người sẽ nảy sinh tình cảm với thứ mình thuần phục, bởi vì cậu từng tưới nước cho bông hoa hồng kia, từng đậy chiếc lồng cho cô ấy mỗi đêm, từng nghe cô ấy than phiền. Nên đối với tiểu hoàng tử, chỉ mỗi bông hoa hồng ấy đã vượt qua hàng triệu bông hoa hồng khác. Tôi phải có trách nhiệm với cô ấy. Tôi phải trở về để chăm sóc cho cô ấy. Hồ ly nói với tiểu hoàng tử một bí mật, coi như là một món quà. Ông ấy nói phải dùng trái tim để nhìn mới thấy được bản chất của mọi thứ. Những thứ thực sự quan trọng sẽ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tiểu hoàng tử đi rồi, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với hoa hồng của mình. Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm với hồ ly? Dường như hồ ly cũng hiểu, chủ động trao đi tình cảm sẽ phải chấp nhận rủi ro một ngày phải rơi lệ. Máy bay cuối cùng cũng khởi động được. Tôi vô cùng kích động định tìm tiểu hoàng tử để chia sẻ niềm vui, nhưng lại phát hiện xung quanh chẳng có ai. Tôi bỗng nhớ ra điều gì đó và bắt đầu điên cuồng kiếm tìm trên sa mạc. Cuối cùng tôi tìm được cậu ấy dưới một gốc cây. Quả nhiên là còn có con rắn độc nữa. Tôi không muốn bạn buồn, nhìn bề ngoài là tôi đã chết, nhưng thật ra không phải. Tôi chỉ đến một nơi xa xôi khác mà thôi, và tôi không thể đem theo thân thể này. Tôi cố gắng níu giữ nụ cười của tiểu hoàng tử, bởi vì sự xuất hiện của cậu ấy mà những hy vọng và ước mơ hồi trẻ của tôi mới một lần nữa bừng sáng. Nhưng tiểu hoàng tử lại cho tôi một đạo lý khác. Những thứ quan trọng cần phải cảm nhận bằng con tim. Sau khi cậu ấy ra đi, tôi sẽ vẫn nghe được tiếng cười của cậu ấy, bởi vì tôi sẽ vẫn vui vẻ cười lớn ở trên một ngôi sao nào đó. Nhưng bạn sẽ không nhận ra là ngôi sao nào, nên nhìn thì có vẻ như tất cả các ngôi sao đều đang cười. Tôi ôm tiểu hoàng tử trong lòng và chỉ cảm nhận cậu ấy đang trượt vào một bờ vực khác. Tôi hoàn toàn không thể giữ được cậu ấy. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, tiểu hoàng tử đã hoàn toàn biến mất, không để lại một vết tích chứng minh cậu từng đến đây. Nhìn đường chân trời phía xa, tôi bỗng nhiên nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện này chỉ là một giấc mơ. Mọi chuyện chưa từng xảy ra, cậu ấy chưa từng đến, mọi chuyện chưa từng xảy ra. Hóa ra những câu chuyện đồng thoại chỉ có thể biến mất theo thời gian. Cho đến buổi tối, bầu trời vọng đến tiếng cười của tiểu hoàng tử.
Lúc này tôi mới dám tin cậu ấy đúng là đã từng đến đây. Từ đó tôi không còn cô độc, từng ngôi sao trên bầu trời đang cười với tôi. Bộ phim thiếu nhi này, trẻ con xem thì vô cùng điềm tĩnh, nhưng người lớn xem thì lại khóc như mưa. Bởi chúng ta đều đã từng là tiểu hoàng tử, nhưng lại chẳng có cách nào trở thành tiểu hoàng tử được nữa.